chào tất cả mọi người. Hôm nay thì bên siêu thị điện máy Ecomax bàn giao đến cho gia đình nhà khách hàng combo 4 sản phẩm. Một chiếc TV 75 inch màn hình TV QLED cao cấp cùng với một con tủ lạnh CyberSide của Samsung cực kỳ là to. Một chiếc máy rửa bát của Bosch và một chiếc máy giặt của Samsung. Toàn hàng chính hãng của bên siêu thị điện máy Ecomax mà nhá. Thì bên tại em đang có mặt ở tại nhà chị Thủy Nguyên ở khu vực Long Biên. Ở đây là các sản phẩm em bàn giao đến cho gia đình nhà mình. Hàng đều là hàng mới nguyên đai nguyên kiện nhập từ bên hãng về. Con TV cao cấp đó là con TV 75Q80C. Dòng sản phẩm màn hình TV QLED có hỗ trợ tần số quét 120Hz. Màn hình Full HD một nhá. Là màn hình đẹp nhất của màn hình TV QLED bây giờ rồi. Đấy. Thiết kế kích thước 75 inch với chiều ngang là 1m67. Ngang 1m67 rất là lớn luôn. Thì em sẽ tiến hành treo sản phẩm này lên trên tường bằng cái giá treo như này. Một giá treo rất là to. Mọi nhá, mình treo 75 inch. Tiếp đến là sản phẩm hàng tủ lạnh của thương hiệu Samsung. Đấy, anh chị mua rất nhiều sản phẩm của Samsung, TV, tủ lạnh, máy giặt thì đều là của Samsung cả. Tủ lạnh con CyberSide rất là to với dung tích hơn là 500 lít. Hai cánh mọi nhá, hai cánh mở dài. Đây. Bên trong băng dính các thứ vẫn còn nguyên này. Đấy. Hàng đến nơi em giao đến cho gia đình khách hàng thì được kiểm tra nhận hàng, kiểm tra đầy đủ. Tất cả hàng đều có nguyên siêu. Đây là lớp dán này. Con này kia làm hai vách mọi người nhá. Một vách bên tay trái của chúng ta là vách ngăn mát, một vách bên tay phải chúng ta là vách ngăn đông. Toàn bộ là một đông và một mát. Đấy, các bác để thì cực kỳ nhiều đồ luôn. Rất chỉ là thoải mái để đồ. Và khai khu vực cánh thì cũng chứa thêm nhiều các cái phần hộc để chúng ta để thêm các cái thực phẩm. Cánh thì đều là cánh mặt thép mọi nhá, thép không gỉ. Chống bám vân tay, chống bám bụi. Hộp trứng các thứ đầy đủ này. Hay để rau củ quả này. Con này là con RS62R5001M9. Đấy, 5001M9 dung tích tổng là 655 lít là dung tích vỏ, dung tích tổng của chúng ta là hai cánh CyberSide. Con này là đây. Có chị ạ, nước là mà bên trong. Đây. Bên trong này là ngăn đá này, nên đây này ngăn mát này. Toàn bộ luôn. Rất là to. Con này tổng là 655 lít. Rất to luôn. Ở đây có một con máy rửa bát của thương hiệu Bosch này. Con này là dòng CD6 có chức năng sấy. Sấy tăng cường nhá, rửa tăng cường và chức năng sấy. CD6 SMS6. Dòng này có 3 dàn mọi nhá. Thiết kế 3 dàn luôn. 3 dàn rửa độc lập. Đấy, 3 dàn rửa đây. 3 dàn đúng không ạ? Có chức năng rửa tăng cường bằng cái vòi phun tăng cường này. Con nào có vòi phun này mới có vòi phun tăng cường mà nhá, còn con nào hàng thường nó không có vòi phun tăng cường. Dây điện cấp nguồn này. Đúng không ạ? Dàn ở phía trên này chúng ta để đũa các thứ này. Đấy, 3 dàn. Để em ta quay xa cho mọi người xem. 3 dàn mà nhá, rất là đẹp luôn. Đấy. Đi kèm bên trong là chúng ta có một bộ viên rửa tổng hợp. Còn đâu đó thì mọi người sẽ mua thêm những cái viên rửa, muối rửa và dầu bóng để các bác để nhá. Đây là cái cốc để muối này. Cốc để muối nhá. Muối chúng ta đổ vào phía bên trong kia. Đây là chương trình sấy gel lai. Con chương trình sấy gel lai rất là đẹp luôn của thương hiệu Bosch. Bosch CD6 mọi nhá. CD6 CD6. CD6. Sản phẩm phía bên trong cùng này là một con máy giặt của thương hiệu Samsung. Máy giặt Samsung là vàng. Máy giặt Samsung của con này là số ký là 9,5 ký. Rất nhiều luôn. Chức năng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 chương trình. Cho các bác giặt rửa thoải mái nhé. Có chương trình giặt nước nóng này. Có giặt nước nóng này. Có các mức độ rửa này. Mức nước này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mức nước này. Tốc độ vòng vắt là 1400 này. Rất là đẹp luôn. Đấy, cánh cửa mở ra. Bên trong là không gian của lồng. Đấy, màu kim cương bạc. Rất đẹp luôn. Thì bên em đã về đến tận nơi và lắp cái phần dây cấp nước ra này, cây cấp nước đầu vào này, và tháo những cái chốt lồng ra
để mà bắt những con bịt ở đây. Mọi người mua sắm về thì nhớ lưu ý cho em là phải tháo cái chốt lồng ra nhá, thì chúng ta mới sử dụng được nhá. Đây em đã tháo hết cái chốt lồng ra rồi, để chúng ta sẽ cho vào trong bên trong. Đây là sản phẩm tivi của chúng ta nhá, vừa mới bóc hộp ra, mọi người nhìn thấy đây, dây đai các thứ này vẫn nguyên siêu này, đúng không? Màn bóc màn ra nhá. Con này thì bên em sẽ tiến hành treo tường. Đây màn đây, rất đẹp rồi nhá. Ta sẽ treo lên cái vách này nhá. Đây bên kỹ thuật bên em đang tiến hành đo đạc để mà treo lên vách này. Không gian phòng ngủ quá nhá, rất rộng luôn. Và lắp con 75 inch nhìn rất siêu đẹp. Một đen sản phẩm, các bạn nhìn thấy này, 75Q80C, công suất 400W, màn hình 75 inch, hàng của Samsung, viền kim loại, rất đẹp luôn. Đèn này. Chúng ta sẽ tiến hành bắt hai cái giá treo ở sau lưng rồi nhé. Đây là hai cái móc treo. Đó, và phía bên kia chúng ta sẽ bắt cái giá đen đen em để dưới. Chúng ta sẽ để cái bắt này giá treo để lên trên. Đấy. Sau chúng ta sẽ móc cái này lên là xong. Xong cái thứ nào ok, đo là đo làm sao cho cân tưởng. Sau khi chúng ta đã đo được cái kích thước và khoảng cách cao thấp và trái phải, chúng ta sẽ khoan lỗ và bắt là cái giá treo lên rồi nhé. Ở đây chúng ta sẽ vươn cái ổ điện ở đây, ổ điện chạy thẳng xuống dưới này. Nên em sẽ cách cái ổ điện ra bắt hai bên. Để cho chắc. Đo thăng bằng đủ hết rồi. Ok, chúng ta đã tiến hành xong con TV lên đây rồi, lên đây rồi nhá. Các bạn bấm đồng thời hai cái phím ở trên bàn phím phím này. Để kết nối bắt Bluetooth này. Đây bọn em sẽ tiến hành đo trước. Mày bấm hai phím này. Một tay bấm mới có. Bác bấm đồng thời hai phím để kết nối nhé. Giữ hai phím cùng một lúc này, chỉ vào TV. Đấy, nó sẽ báo, bấm lại nhé, dí vào. Đấy, khi nào nó báo là đang kết nối đây. Khi nào kết nối thành công thì các bác nhả tay ra nhé. Cháu ấy thì phải vít nó vào để chưa chứ. Rồi, nó có khớp rồi, không được chạy ra. Khi mà mình nhấc ra thì chỉ cách nhấc. Bình thường mà để nhấc thẳng ra thì mình... Tức là nó có vít để mà chốt lại chứ hả? Bình thường nếu mà nó cố định vào, nó cố định mình bắt nhất thẳng thì không biết. Ok, nó tuyệt đối thành công rồi nhé. Tụt tụt tụt, em chạm vào ấy, điện. Chạm vào điện luôn nhé. Ổ điện có đánh đóng đúng không? Vâng, nó hơi đẩy ra một tí rồi. Ổ gập thì nó không sẽ không bị. Thế nhưng mà ngày cắm cái này vào cắm là bị cái đấy thì lại không sợ. Cái đấy thì cái đấy chị bảo là có chỗ khác cắm. Cái đấy thì không có chỗ khác cắm bên này, cắm bên phòng. Cắm bên này. Không. Thế đó chúng ta sẽ tiến hành cài đặt nhé. Mình có wifi rồi đúng không ạ? Không có, không có wifi. Có wifi rồi nhưng mà không biết mật khẩu. Phát rồi chứ không biết mật khẩu. Phát mật khẩu. Chị biết cái mật khẩu là cái gì? Để em khách tạo một cái tài khoản. Thế sau khi nào mà mình ấy có mật khẩu thì mình đăng nhập lại nhé. Thế là mình nhập lại cái wifi được. Có wifi rồi đấy, em không biết mật khẩu gì. Như wifi thì lắp vào đâu cả? Dạ, lắp wifi rồi ạ. Nhưng mà cái này để đây cũng được ạ? Chứ để ở đây thì... Này chị có ổ cắm gập mới được. Đây thì nhưng phải có ổ cắm mới được mà. Để không là nó đẩy đít TV ra không mà. Cái đấy chỉ cần cắm vào thôi là nó nhận luôn mà. Là cái ổ cắm gập thì xong mình móc nó ra sau lưng cái TV này cho nó gọn. Không nhỏ dây. Thế là em nhắc. Cái này nó ra là này đó. Nó đẩy vào, nó đẩy đít TV ra không ạ? Như này
cô có ổ gập mai cô thương cho nó một cái. À, dạ vâng, thế tốt quá. Cô đây. Thế lo gì? Nếu cô chỉ thiếu tiền thôi. Thì cô trả cái gì cô có chỉ thiếu tiền thôi nhé. Đem bắt wifi của điện thoại. Thế nó cài đặt cái điều hành lên là ok. Này Thảo ơi, này hôm nay anh đưa cái này về cháu bàn giao nhá. Này cái cục này này. Không có cô đi ạ. Cháu cầm làm gì ạ? Cô cầm làm gì? Cô đang ở đây. Cái chung bà cứ để cho ngăn kéo cho anh nhìn. Cô chú ở đây được còn. Cháu để đây. Cái này phải đây. Vâng. Đấy. Cái này chả vừa. Cái chân. Cái chân tivi. Để bàn cho anh. Vâng, để mà chị cầm vào đây. Lúc nào anh chị muốn treo để kệ đấy, mang ra để kệ. Xem nó để đâu đây cô. Cô cứ chỉ móc cười. Đấy, chị cất đi, cất đi. Người sẽ nhập cái tài khoản Samsung của nhé. Đây là tài khoản Samsung chứ không phải là tài khoản Gmail bình thường. Đấy, mọi người có tài khoản Gmail xong đăng ký lên tài khoản Samsung để mà kích hoạt lên. Cô tìm ra được cái đống của nó. Đấy. Cái gì đấy? Chơi chân tivi ạ. Cái giá. Giá, giá, giá cái chân. Cái chân. Vâng. Anh bảo anh để sang bên này. Cô có để chắc chắn anh chị sao không để đấy đâu cô ạ? Để lên sau anh chị sẽ tự chuyển cho cô lấy, anh chị sẽ để cái đồ tiện dụng trong phòng ngủ anh ta. À thì tất nhiên rồi, đây là để chuyển đến lại là mình nó mệt. Để đây là lúc nào xong rồi bàn giao. Vâng, quay đi mệt, chuyển đi cho khổ. Tức quá thì buồn, thằng mọt nó không nói cái vai giường rồi. Anh ơi, tại sao không này chưa? Em trong rồi. Em trong rồi, sau rồi đóng rồi. Cài đặt trợ lý ảo Big Buy không nhé, cài đặt giọng nói tiếng Việt cho khách hàng. Đây nằm kịch đây là xem cũng được. Đây là tầm bây giờ người ta sẽ xem